shop. Mày thấy người ta gạo nào cũng thân thiện như là homie. Của chiếc barber shop được gọi là lựa chọn của các thượng đế, cũng được gọi là homie. Đừng để bớt tin sai, thằng Nguyễn thì mình khai. Mày bật xi nhan pha xong rồi quẹo phải. Nếu đi ô tô thì mày phải biết nhìn xe chạy đằng sau rồi mày mới quẹo phải. Đặt chân vào shop sẽ có người hỏi mày muốn ngồi chờ hay là các ai. In the kết barber shop phụ trí thợ bắt mũi dọc nhìn rất là chắc tay. Nhìn theo đường kéo quên thở lắc léo uốn nhẹ phần tóc bằng cái tông quơ. Dân chơi một tí là nhờ tới tài trí thanh tu mày đẹp hơn cái trong mơ. Của chiếc barber shop là nơi mà nhìn thấy mày được xuất hiện trong sự thành công. Phép mới cho tao nếu mày cua được kể từ mày không có nó trở nên thành đông. Giang hồ chợ mới nếu muốn đẹp trai thì phải nhờ tới mấy anh thợ gạo là em bé chú bác lão làng anh em homie ở khu chợ gạo. Ở đây khách đến làm thật cắt tóc như mình phải chạy luôn phần tới lui, phụ sắc đẹp cho các thượng đế từ sáng đến lúc trời mà tối thui. Thầy cũng luôn nói con phải cố gắng dù có gian nan làm như con còn ai như thầy sống chết với đam mê như năm 92 thầy mới đổi nghề tóc. Và mà sắp trí tụi tao làm mày đẹp như ý tụi tao. Và mà sắp trí tụi tao cắt tóc đẹp thì làm gì tao. Và mà sắp trí tụi tao làm mày đẹp như ý tụi tao. Và mà sắp trí tụi tao cắt tóc đẹp thì làm gì tao. Và mà sắp trí tụi tao làm mày đẹp như ý tụi tao. Và mà sắp trí tụi tao cắt tóc đẹp thì làm gì tao. Và mà sắp trí tụi tao làm mày đẹp như ý tụi tao. Và mà sắp trí tụi tao cắt tóc đẹp thì làm gì tao. Đỉnh cao nhất Sài Gòn.